Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Đi công Hoàng Anh, đánh đầu không được. Tình huống đánh đầu đó là của Tuấn Hải. Tuấn Hải đã có một bàn thắng cho riêng mình ở mùa giải này, có chiến thắng 1 và hòa 2. Đánh đầu không được. Tình huống dứt điểm đầu tiên của câu lạc bộ Hải Phòng, người vừa dứt điểm đó là Lê Thế Cường, cầu thủ người gốc Sông Lam Nghệ An. Anh chuyển đến câu lạc bộ Hải Phòng từ câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Doãn Công Tân đã có một đường chuyền chính xác cho Thế Cường trong tình huống vừa rồi, nhưng pha đánh đầu của Thế Cường. Ameda Santos, bóng một con, Victor Masaray dứt điểm không vào. Pha khống chế và dứt điểm rất nhanh của Victor Masaray sau tình huống đánh đầu chiến thuận của trung vệ Ameda Santos. Tình huống nguy hiểm đầu tiên của đội khách được tạo ra. Chúng ta cùng xem lại tình huống khống chế và bắt vô lê rất nhanh của Victor Masaray. Đây là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Park Hang-seo và trợ lý của ông. Tạt bóng, bóng vẫn còn, dứt điểm từ xa rất nguy hiểm. Và dứt điểm từ xa của một cầu thủ Hải Phòng, nhưng bóng đã đập chân của một cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đi hết đường biên ngang. Đã có trung vệ Andrew Smith và Claudicia, không được. Mbande rất khéo, đánh đầu, bóng vẫn còn, Claudicia dứt điểm không vào. Rất tiếc cho câu lạc bộ Hải Phòng. Claudicia đã có tình huống khống chế và ngắm chỉnh cầu môn, nhưng pha dứt điểm của anh ăn vào bá ngoài và đi chạy cột dọc. Không có một cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nào theo kèm đối với Claudicia trong tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại pha khống chế và rất bình tĩnh để dứt điểm, nhưng rất tiếc Claudicia đã không thể lập công trong tình huống này. Đây là tình huống nguy hiểm thứ hai của câu lạc bộ Hải Phòng tạo ra về phía khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nếu ghi được bàn thắng trong tình huống đó, không mấy nguy hiểm. Bóng vẫn còn, dứt điểm không được. Một pha dứt điểm của Thế Dương, bóng đi chạy cột dọc. Đây là tình huống nguy hiểm thứ ba được câu lạc bộ Hải Phòng tạo ra. Băng lên từ tuyến hai, pha dứt điểm không phải là cái chân thuận của Thế Dương. Bóng đã đi chạy cột dọc trong tình huống. Doãn Ngọc Tân, Mbande. Khi chơi ở sân khách thì câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luôn tuân thủ chiến thuật phòng ngự chặt ở khu vực sân nhà. Mbande đặt bóng vào phía trong, dứt điểm vào. Tỷ số được mở cho câu lạc bộ Hải Phòng sau tình huống tấn công rất tốt của các cầu thủ đội chủ nhà. Người ghi bàn đó là Thế Cường. Với một anh đã có một tình huống đánh đầu và không thành công, và bây giờ chúng ta thấy Mbande có vai trò quan trọng như thế nào đối với câu lạc bộ Hải Phòng. Khi pha đột phá ngoài biên và có tình huống tạt bóng ngược ra tuyến hai, và ngay lập tức Thế Cường đã bằng vào dứt điểm gọn gàng. Trung vệ Văn Nam bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh ở trong tình huống này đã không theo được đối với Mbande. Đây là Văn Vĩ, Victor Masaray không được. Pha đánh đầu của Victor Basaray đi đúng vào vị trí của thủ môn Văn Toàn. Chúng ta cùng xem lại tình huống tạt bóng chính xác của Văn Vĩ. Tình huống đánh đầu của Victor Basaray. Trọng tài thổi phạt đối với Mạnh Hùng. Hùng là cầu thủ thi đấu rất rắn và nhiều tiêu xảo.
tài Hoàng Hòa. Đá già nhắc nhở đối với trợ lý Quốc Vượng và một thẻ vàng cảnh cáo thì có những phản ứng của trợ lý này. Người thực hiện quả đá phạt cho đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đó là Văn Hiệp. Văn Hiệp rất nguy hiểm. Tình huống đánh đầu của trung vệ Almeida Santos, bóng đi chạy cột dọc. Và đánh đầu ngược ra phía sau của trung vệ Almeida Santos. Trung vệ Andriano Smith bên phía Global Hải Phòng đã không thể theo kèm đối với Cương. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Hải Phòng. Đây là Văn Hạnh, Doãn Ngọc Tân. Vẫn là Doãn Ngọc Tân dứt điểm quá nhẹ. Và dứt điểm bằng chân trái, không phải là cái chân thuận của Doãn Ngọc Tân trong tình huống vừa rồi. Bruno rất quyết liệt. Tiền vệ trung tâm Thế Dương bên phía câu lạc bộ Hải Phòng đang cho thấy sự chắc chắn. Rất nguy hiểm. Rất may cho câu lạc bộ Hải Phòng trong tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một chút nữa Mạnh Hùng đã phản lưới nha. Và thủ môn Văn Toàn ra vào không hợp lý trong tình huống vừa rồi. Claudicia rất thoáng bên phía hành lang cánh trái. Khống chế không hợp lý bước một của Thanh Đồng. Thế Dương quyết định dứt điểm. Rất nguy hiểm. Pha dứt điểm từ xa của Thế Dương. Mông Quang Tuấn lại cứu thua. Cú ly dứt điểm của Thế Dương trong tình huống vừa rồi là 35m. Bóng đi căng như kẻ chỉ, nhưng đúng vào vị trí di chuyển của thủ môn Quang Tuấn. Nhưng mà Quang Tuấn đã bay người hết cỡ để đẩy trái bóng này ra. Đây có lẽ là tình huống. Victor Masaray dứt điểm vào. Tỷ số được quân bình 1-0. Người ghi bàn đó là Văn Hiệp. Và đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Văn Hiệp ghi được ở mùa giải này. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 8 17. Pha móc bóng và cú đá lối rất nhanh của Văn Hiệp. Thủ môn Văn quả đá phạt thật sự đáng tiếc đối với câu lạc bộ Hải Phòng. Hàng hậu vệ đã chơi mất tập trung. MND đội trưởng bên phía đội chủ nhà sẽ là người thực hiện. Chắc chắn có một pha đá thẳng. Đúng là như vậy. Rất nguy hiểm. Môn Quang Tuấn lại xuất sắc. Thủ môn này đang cho thấy phong độ ổn định và luôn cứu thua cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Rất khẩn trương. Thanh Đồng quá thiếu chính xác. Và dứt điểm của Thanh Đồng. Không hiệu quả.
Và như vậy trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã thổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả cuối cùng cả hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Ở trong hiệp 1 thì câu lạc bộ Hải Phòng đã tổ chức tấn công nhiều hơn.